xin chào các anh chị trong bài học này tôi sẽ dạy các anh chị cách sử dụng vòng lặp for each ở đây tôi sẽ thêm một module mới để chúng ta thao tác vòng lặp for each cú pháp của vòng lặp for each như sau Trước hết, chúng ta bắt đầu bằng chữ for và x. Sau đó sẽ là một giá trị trong một vùng giá trị. Ví dụ, tôi sẽ chọn lập đối với mỗi một ô trong một vùng từ ô F1 cho đến ô F10. Như vậy, for x ô in range từ ô số F1 đến ô F10. Như vậy ứng với mỗi ô từ F1 đến F10 thì chúng ta sẽ thực hiện các câu lệnh trong đó. Sau đó tôi sẽ kết thúc vòng lập bằng chữ Next O Và các anh chị sẽ viết câu lệnh trong vòng lập for x đến Next này. Như vậy ứng với mỗi một ô trong vòng lập này thì giá trị của từng ô, ô.value sẽ xuất ra chữ vòng lập for x chúng ta sẽ chạy đi bớt để kiểm tra f8 đối với mỗi một ô trong vùng này và giá trị của một ô sẽ là chữ vòng lập for x ở đây tiếp tục lập tiếp sang ô thứ hai và lập cho đến ô thứ F10. Kết thúc vòng lặp. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một ví dụ khác về vòng lặp for x. Trong ví dụ này thì chúng ta sẽ đếm số sản phẩm C trong cột này. Trước hết các anh chị sẽ tạo một sub mới. tôi sẽ khai báo một dữ liệu bằng cách khai báo dòng cuối cùng trong cột này trước. Dòng cuối bằng cột số 2. lấy số dòng. Tiếp tục các anh chị sẽ viết câu lệnh for each mỗi một ô trong vùng dữ liệu từ ô B4 tức là dòng số 4 cột 2 đến ô dòng cuối này và next ô và nếu giá trị của ô tức là ô.value bằng C thì chúng ta tạo một biến mới số lượng C bằng số lượng C cộng 1. Như vậy cứ một dòng thì giá trị C sẽ được cộng thêm một đơn vị. Ở đây tôi sẽ khai báo thêm số lượng C ban đầu sẽ bằng 0. Sau đó tôi sẽ tiến hành chạy debug để chúng ta kiểm tra chúng ta vào debug step into Số lượng C ban đầu green Số lượng C bằng 0 và dòng cuối bằng 15. Chính xác dòng 15. Tiếp tục. Lúc này nếu ô này có giá trị là C thì số lượng C sẽ bằng số lượng C cộng 1, tức là ban đầu là 0, cộng với lại 1 sẽ ra là giá trị là 1 tới với C. Tuy nhiên, giá trị ở đây là A, cho nên không cộng. Tiếp tục, next, ở tiếp theo. Giá trị C vẫn là 0. Sang dòng tiếp theo, giá trị C vẫn là 0. Nhưng, khi chạy đến dòng này, hay lúc này, đến giá trị của... Ô này là C thì C sẽ được cộng thêm một đơn vị là C bằng 1. Và tương tự các anh chị chạy đến ô cuối cùng. Thì lúc này C sẽ có giá trị là 3, tức là chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 sản phẩm C trong cột này. Và các anh chị sẽ thêm một message box vào để chúng ta hiển thị số lượng sản phẩm C ra. và sẽ có thông báo số lượng sản phẩm C là 3